để cho một bạn đi tặng cho cô giáo của mình. Đây là cái giỏ bằng mây, mình làm một ít cái giấy vân long, mình kết ở xung quanh như thế này để cho nó phần cho thêm phần điệu đàng, và thắt một ít cái nơ ở đây cho nó tạo thành cái nơ xinh xinh ở đây, nó dễ thương đó. Thì trong lại cái cây thì mình có bưởi, bưởi da xanh, ruột hà, ruột hồng, các bạn nhìn thấy cái cành cuống nó còn tươi xanh này, rất là tươi đây, cái cành cái rất là tươi, cái quả cũng rất là ngon nhé. Ngoài ra thì mình có nho xanh Egypt, cành cuống nó cũng tươi của Mỹ. Rồi mình có táo Ambrosia của New Zealand. Đây. Rồi đây là lệ lựu Thái này. Đây quả lựu Thái nhìn nó rất là tươi tắn. Quả lựu nó luôn luôn tượng trưng cho sự thịnh vượng, sự phát triển dồi dào đấy. Người họ thích trưng lựu ha. Rồi đây là quả quýt, quýt Đà Lạt. Đây bây giờ mình xoay cho các bạn xem. Ngoài ra thì mình còn có đây. Đây là quả lê Nam Phi. Lê Nam Phi. Lê má hồng. Gọi là lê má hồng Nam Phi vì nó nửa xanh xanh, nửa hồng hồng. Đấy. Rồi ngoài ra chúng ta còn có một cái quả nữa là quả vú sữa rất là quen thuộc với mọi người. Tháng 11, 12 đây là đang là mùa của quả vú sữa. Nhưng mà nó chưa có rộ nhưng mà cũng đã có rồi ha các bạn. Đây rất là ngon. Đây là mình cho gửi cho các bạn xem, đây là cái lẵng trái cây. Là gồm có những cái quả đây mình làm cho bạn, để bây giờ mình giao qua cho bạn để bạn đi tặng cô. Hôm nay các bạn có một buổi gặp gỡ cô giáo và tặng cho cô giáo đấy. Rồi chúc các bạn một buổi tối cuối tuần thật là vui và hạnh phúc bên gia đình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt các bạn.